cô làm cái trò gì vậy? Cô coi đó, từ hôm bữa tới giờ cô có làm cái gì ra hồn không? Có hôm á thì nấu ăn mặn lè mặn lét, rồi bữa nay á đập chén đập bát vậy hả? Tính phá nát cái nhà này hay sao? Trời, còn tỏ thái độ với tôi vậy hả? Trơ trơ tráo tráo với mẹ chồng. Từ đầu đáng lẽ không có cho cô vô cái nhà này nữa. Con dâu đâu mà hỗn láo. Từ cái ngày á tôi không cho cô về nhà mẹ đẻ là cô tỏ hết thái độ này đến thái độ khác. Tôi nói thiệt với cô á, cô mà không có thai tôi kêu thằng con trai tôi bỏ cô cho rồi. Cái thứ con dâu mất nết hỗn láo à. Đi chợ cái kiểu gì mà đi từ sáng đến giờ mới về? Dạ tại vì chợ đông quá nên là con Trang không có được, nên là giờ con mới về. Cái đống này là cô mua đúng không? Ờ, hàng con đặt người ta giao rồi hả mẹ? Dạ tại vì cái bầu con cũng lớn á, rồi da của con nó bị rạn nên là con mới đặt mấy cái kem này để sức chống rạn á mẹ. Đúng là cái đồ hả, chỉ biết ngồi đó mà ăn thôi hả, không biết làm ăn gì hết trơn, cho nên hả đâu có tiếc của, xài hoang xài phí. Dầu dừa là cái đồ thiên nhiên xài rất là tốt, tôi đưa thì không xài, đi mua ba cái đồ quá chất không vậy rồi ảnh hưởng thai nhi thì sao? Tôi nói không trả lời hả? Coi thường tôi vậy hả? Còn để bụng cái vụ tôi không cho về ngoại chứ gì? Cho nên giờ cứ xài tiền bạc mạng con trai tôi làm cực khổ để trả thù đúng không? Cái thái độ gì kỳ vậy? Làm ra vẻ như là oan ức để chịu đựng nhẫn nhịn, để người ta nói mẹ chồng này là ác độc quá hả, là khó chịu hả? Thì mẹ nói sao thì con nghe vậy, chứ con có dám cãi mẹ đâu. Nếu á mà có nghe lời á thì đâu có mua ba cái đồ quỷ quái này. Vậy thì bây giờ con không xài nữa, con bỏ đi là mẹ hài lòng chứ gì? Nè, bây giờ trả che dằn mặt tôi đó hả? Đồ mất dạy, không gì mang thai ha, tôi tao bài học với đời đó. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Cô làm cái trò gì vậy? Cô coi đó, từ hôm bữa tới giờ cô có làm cái gì ra hồn không? Có hôm á thì nấu ăn mặn lè mặn lét, rồi bữa nay á đập chén đập bát vậy hả? Tính phá nát cái nhà này hay sao? Trời, còn tỏ thái độ với tôi vậy hả? Trơ trơ tráo tráo với mẹ chồng. Từ đầu đáng lẽ không có cho cô vô cái nhà này nữa. Con dâu đâu mà hỗn láo. Từ cái ngày á tôi không cho cô về nhà mẹ đẻ là cô tỏ hết thái độ này đến thái độ khác. Tôi nói thiệt với cô á, cô mà không có thai tôi kêu thằng con trai tôi bỏ cô cho rồi. Cái thứ con dâu mất nết hỗn láo à. Sẵn bữa nay đông đủ như vậy á thì tôi cũng nói luôn, tôi xin phép đem con gái tôi về để săn sóc. Và sau khi nó sinh xong á, tôi cũng sẽ tự nuôi cháu ngoại của tôi. Tôi không có nhờ vả xin xỏ gì gia đình của mấy người nữa đâu. Nè, nè chị bớt nóng. À, chị nói vậy sao được. À, cháu ngoại của chị cũng là cháu nội của tôi mà. Sao chị giành về được? Chị thử nghĩ lại đi. Chị đặt ngược chị là tôi đi. Chị có con gái, chị gả về nhà chồng rồi bị cấm đoán không cho về nhà thăm nhà, trong khi nó bụng mang dạ chữa, sức khỏe yếu đuối, tâm lý không ổn định, chị lại cấm đoán nó, chị không cho nó liên hệ tới người nhà ruột thịt của nó. Chị nghĩ làm sao vậy hả? Mà tôi nói đi á thì tôi cũng nghĩ lại, cũng tại tôi nè. Tôi cứ nghĩ là tôi gả con tôi về nhà chị thì nó sẽ được thương yêu, nó sẽ được hạnh phúc. Tôi đâu có ngờ, biết như vậy á tôi để nó ở nhà nó làm ruộng, nó nuôi heo, nhưng mà nó được thương, nó được hạnh phúc cũng còn hơn là về cái nhà của chị. Em cho anh xin lỗi nha, thời gian qua anh đã quá vô tâm nên mới khiến em bị trầm cảm như đi đến bước này. Mẹ ơi, trong chuyện này con và mẹ đều có lỗi vì đã khiến cho vợ con chịu áp lực ấm ức lâu ngày mới thành tâm bệnh như vậy, và dẫn đến giờ con bị trầm cảm.
ơi, mẹ cho con nhận lỗi nha. Vợ với mẹ cho con xin thêm một cơ hội nữa đi, con hứa sẽ thay đổi mà. Vì con thương vợ con nhiều lắm, và cả đứa con trong bụng của cổ nữa. Tôi xin lỗi chị Xui. Mẹ xin lỗi con nữa Hương. Hai người rộng lượng mà bỏ qua chuyện này. Từ giờ trở đi á, khi nào con muốn về nhà, con muốn về thăm mẹ con muốn về lúc nào cũng được, bất cứ lúc nào, mẹ không cấm cản nữa, được không con? Được hả con? Nè con, vợ con á chịu tha thứ rồi, bây giờ con chở mẹ đi mua gì về tắm bổ cho vợ con đi. Chị ở nhà chị chăm sóc nó, coi chừng nó giùm tôi nha. Đi con, đi lẹ đi con. Cho dù là con gái của tôi nó đã tha thứ rồi, nhưng mà tôi vẫn xin phép được đem nó về để chăm sóc cho tới ngày nó sanh nở xong và nó hồi phục lại sức khỏe. Tôi làm như vậy á, chị thấy có được hay không? Dạ, vậy cũng được lắm, vậy là tốt lắm chị. Thực sự là tôi cũng vụng về lắm, cho nên nhiều khi tôi chăm sóc con dâu không có khéo bằng chị. Thôi chị chăm sóc cháu giùm tôi, rồi tôi với thằng Hùng thường xuyên qua lại mua gì tắm bổ cho vợ con ha, rồi chăm sóc và ghé thăm hoài nha chị nha. Hương ơi, đừng có buồn mẹ nữa nha con, nha.